ơn các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình nhé. Hiện tại bây giờ mình đang đứng ở trên khu đồ ăn chín nổi tiếng Lạng Sơn. Như các bạn biết đấy, ở trên này có rất nhiều những món ăn ngon. Đây, như bên này các bạn nhìn thấy đó là những hàng vịt quay rất là nổi tiếng nhé, vịt quay, lợn quay. Và bây giờ ở trên này có thêm một món ăn cho các bạn lựa chọn cũng rất là ngon, đó là món dồi đủ món các bạn nhé, gọi là lòng dồi thập cẩm của anh chị mới bán ở đây được khoảng tầm gần một tháng rồi. Đấy, bây giờ anh chị mới dọn hàng ra xong đây. Rồi ok. Làm đĩa tổng hợp đi. Đây, đĩa suất tổng hợp. Một suất tổng hợp. Thường hay thái luôn thì được, về nhà chỉ ăn thôi. Ừ, chỉ được ăn. Đấy, rất nhiều, rồi có đuôi. Chủ yếu ví dụ hai túi nữa. Đây, rất thơm. Đúng đoạn dày nhất. Hôm nay phải đến chục cân đấy chị nhỉ? Rồi tổng hợp thôi. Rồi rồi. Tối một mình chị bán này. Ờ, chiều cũng có hộp anh ra phụ nữa. Ở chợ thì khác mỗi ở quán là rồi có đuôi. Chợ thì lồng già. Lồng già thôi nhỉ. Nhưng mà cái này cũng có số đuôi nhưng mà nó không nhiều bằng ở quán thôi. Nó không nhiều ở quán. Dạ. Việc chọn. Đấy. Chọn thì hơi khó phải không? Phải, ở chợ này bán cân thì phải bán thế, nó không bán có đuôi nó không cặp được. À. Đây là 100.000 nhiều nhỉ? Nhìn em ơi. Ôi, hôm tối. Đấy các bạn nhá, khách đến đây cũng rất là đông rồi đấy. Giới thiệu thêm địa điểm thôi. Vâng, 3, 6, 7, 3 triệu. Đấy. À, không biết là ăn ở đâu rồi không? 3, 6, 7, 3 triệu. Vâng. Ăn cũng được, mấy hôm nữa em bán ở ngoài này mang về nữa thì... 140. Chuẩn bị hả? Đấy. Rồi này em lấy bao nhiêu?
không có là cũng mệt đấy. Một mình là cũng hơi mệt đấy. Mệt. Càng to càng ngon. Ông ơi, ông ăn gì ạ? Dạ, ông đợi con tí ông nhé. Hai nuốt cho bác này. Lấy cái hộp to. Trời ơi, nó đầy vỏ được đấy chị ạ. Một dây kia mà mang ra nên 20.000 thì được, 30.000 là để không được. Sắp hết rồi đấy nhỉ? Nhá, mình vừa mới mua một suất ở quán của chị vừa quay, chị bán ở quán lòng ở trên kia, nhưng mà bây giờ lại ra ngoài này để bán thêm. Tầm buổi chiều tầm 4 giờ bắt đầu chị bán. Ở đây thì như mình cũng đã giới thiệu với các bạn rồi, chị sẽ bán dồi khấu đuôi riêng này, à rồi đây là lòng già khấu đuôi ở trên quán thôi. Ở đây có dạ dày này, đầy đủ mọi thứ. Ở đây thì nếu mà các bạn mua cả cân như này thì chị bán là 100.000 cả cân. Bây giờ mình sẽ ăn một miếng lòng già, dồi lòng già cầm tay các bạn nhá. Cho nó ngon. Đây này, nhìn thấy không? Rất là ngon. Bác đây. À, làm miếng nha, mời các bạn nhá. Bác nhỏ. Ừ, nó ngon rồi. Tí em ăn được cái đấy không? Mềm lắm, ngọt, thơm.